Cầu Thăng Long sau 35 năm sử dụng, cấu tạo là dàn thép 2 tầng với lệ trị mặt cắt ngang là 23,5m và cầu có cái bản mặt thép trục hướng. Cầu sau một thời gian sử dụng sẽ bị mỏi và biến dạng mặt cầu. Vì vậy, để tăng cứng cho bản mặt cầu thì người ta sẽ sử dụng cái lớp bê tông liên hợp với các cái hệ thống đinh neo được hàn trực tiếp vào mặt cầu bằng cái máy hàn và công nghệ hàn plasma. Thời gian hàn rất là ngắn và nhiệt tỏa ra thấp. Chúng ta nhìn thấy người ta đang sử dụng các cái đầu hàn để hàn các cái đinh neo D13 và chiều dài 15mm gắn chặt trên mặt cầu. Các đinh neo này là để chống cắt. Và đây là cái khe co cũng như là các cái cốt thép đang được lắp đặt trên mặt cầu. Chúng ta nhìn thấy cái lưới cốt thép D10 với cái bước là 50-50mm trên cả hai phương được lắp đặt. Và để thực hiện đổ bê tông UHPC trên mặt cầu, người ta đã sử dụng bê tông bột trộn sẵn ở nhà máy và chuyển tới mặt cầu và thực hiện trên 4 cái máy trộn tốc độ cao. Trước khi làm cái việc này thì người ta đã thử nghiệm cái hệ thống công nghệ cũng như thiết bị tại nhà máy. Ở đây là chúng ta nhìn thấy các hình ảnh đang thử nghiệm công nghệ và thiết bị tại nhà máy. Với 4 máy trộn tốc độ cao được thiết lập ngay trên mặt cầu, người ta trộn bê tông bột trộn sẵn thành cái bê tông HPC tươi, tức là hỗn hợp bê tông tươi. Sau đó thì các hỗn hợp bê tông tươi này được đưa vào trong cái xe xúc lật và vận chuyển đến vị trí của máy cán giả. Đây là bê tông HPC đang được xả ra khỏi máy trộn tốc độ cao. Mỗi cái máng này có thể chứa được khoảng độ 0,8-0,9 mét khối bê tông HPC. Ngày hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2020, lúc 6 giờ 45 phút. Và người ta đang tiến hành đổ cái phân đoạn đầu tiên dài 112m, rộng 8m25 trên mặt cầu Thăng Long. Đây là cái xe HPC đầu tiên đang được chuyển đến và đổ vào cái miệng của cái máy cán giả liên hợp. Để đảm bảo môi trường với nhiệt độ cao và độ ẩm thấp, người ta tiến hành phun sương trong không khí để duy trì cái độ ẩm không thấp dưới 60% và nhiệt độ không vượt quá 40 độ C. Cái máy cán giải này có cái xe kéo với cái tốc độ cán giải thông thường là khoảng độ 12m/h. Và với cái chiều dài của cái phân đoạn này là 112m, người ta sẽ đổ trong khoảng 8 tiếng đồng hồ liên tục. Và 4 máy trộn liên hợp có thể đưa ra cái khối lượng là khoảng độ 8 đến 10 m3 UHPC trong 1 giờ. Bê tông HPC đang được đưa vào trong miệng máy giải. Bê tông này có cái độ xòe là 13 cm và cường độ thiết kế là 120 MPa chịu nén và 7 MPa chịu kéo. Thực tế thì có thể đạt được 142 MPa chịu nén và 9 MPa chịu kéo. Việc cấp bê tông HPC được liên tục đưa đến miệng của cái máy giải cán liên hợp và người ta cũng sử dụng cái máy này để mà cán giải liên hợp và chạy trên mặt cầu với tốc độ 12m/h. Rất đông cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý đã đến xem và giám sát cái việc thi công phân đoạn đầu tiên UHPC liên hợp trên mặt cầu thép Thăng Long của dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long. Chúng ta ghi nhớ giây phút này, 6 giờ 45 phút ngày 27 tháng 9 năm 2020. Sau khi cán giải xong thì người ta sẽ kéo một cái lớp màng phủ PVC mỏng, lớp phim á. Và lớp phim này ở trong đó có cuộn những cái hạt silicagen để giữ ẩm, dán trực tiếp cái lớp PVC phẳng này lên trên mặt cầu, trên mặt UHPC để bảo dưỡng trong 24 giờ đầu tiên để bê tông có thể phát triển cường độ được đáp ứng cái yêu cầu kỹ thuật. Cái màng phủ phim này sẽ được dán kín trên cái mặt UHPC mà sau khi thi công. Người ta thường xuyên kiểm tra cái chiều dày cũng như độ dốc ngang của bản mặt cầu. Với cái độ sụt, độ xòe 13 thì độ dốc ngang của bản mặt cầu là 2% đáp ứng được. Sau khi bảo dưỡng 24 giờ, người ta sẽ tiến hành bảo dưỡng 80 độ C và dưỡng nhiệt ẩm trong 72 giờ tiếp theo. Và sau 4 ngày thì cái bê tông này đạt 95% cường độ thiết kế và đáp ứng được yêu cầu thiết kế kỹ thuật của dự án.